Vừa rồi thì em có test đoạn nhạc ấy là ở phân khúc cái giải chép lên cao. Và bây giờ mời bác nghe cái tiếng bát nó. Tiếng bát em sẽ test một đoạn thiên về tiếng súp nhiều. Các bác nghe tiếng bát nhé. Dòng bát neo ấy nó thiên về nó mạnh một phần, nó mềm, nó ấm thôi nhá. Anh Dũng cho em được lên này. Test một quả thôi bác nhá. Vâng, em Hero xin mến chào toàn bác nhá. Thì tranh thủ lúc chiều tối thì em có sang xưởng sự kiện này lên hình cho bác. Thì biết thì theo nhu cầu của các bác khách hàng ấy, thì sau được có một tuần em bán bát rời này, nhiều bác bảo lên những cái combo nhà gồm rất là combo array. Thì mấy hôm nay em bận công trình thì ngày mai em thêm một loạt combo array, cả hàng DB rồi cả hàng bãi nhá. Hàng bãi thì nắp out center và những dòng mà em lên hình cho bác combo mà sử dụng tất cả là bát chép nhập khẩu 100%. Thì đây tại kho của mình thì rất nhiều bát chép các nhá, rất nhiều đủ loại theo chép cho bác. Thì hôm nay gọi là đáp ứng nhu cầu anh em mà sửa các cái xô nhỏ kẹo kéo ấy, hay những bác nào mà chơi nhà sự kiện nhỏ, thì hôm nay em lên cho bác một combo cực kỳ chất lượng. Đó là lên combo cấu hình đôi 715 RX715 của JBL. Tất nhiên là không phải di hàng xịn nhá. Nhà đây em ráp thành một thành phẩm là một đôi này, nhưng nó là tất cả linh kiện chất lượng luôn. Từ phần bát là bát RCF neo nguyên khối này, bát 40 chép biên C. Các bác còn mua rời cũng được, còn em dắt thành phẩm được nhá. Nếu mà em dắt thành phẩm đôi loa này em cộng công của mấy thêm mấy trăm nghìn thôi các bạn, hay bác mua vỏ rời cũng được, em mình bán nhá. Đặc điểm khi em đã làm cái sự kiện này ấy, khi làm sự kiện ấy thì ngoài giá tốt ra rồi thì em cũng tập trung vào chất lượng. Chất lượng đây là như bản thân em nhập cái vỏ đấy, bác nhìn vào cái sàn hàng chất lượng thì bác nhìn vào này. Hàng chất lượng của vỏ 715 ấy thì nếu nó không quá thì bác bỏ tiền ra cùng là mua cái combo này, thì bác mua một đôi loa này thì bác mua hàng gọi là hàng để đóng vào thành một thùng thôi, bác mua với giá khoảng 11 12 triệu rồi. Thì hôm mình đây bán gọi thành phẩm cho bác một combo gọi Sunson Cat bác nhá. Sunson Cat. Ở đây thì cái phiên bản đặc biệt của nó hay gọi phiên bản đời cao nhất mà các bác mua ở đây thì nó sẽ có một cái ở đây ba lăng để bác này cho xích này. Đấy, và hộp cắm loa nhé, hộp cắm loa ở dưới. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Cái combo thành phẩm này thì em bán là 8 triệu rưỡi luôn này. Đấy, còn các bác mua ngoài cũng được. Bán ngoài thì em đang bán đôi thùng này là thùng nhá, đầy đủ phụ kiện gồm phễu với cả hậu hiếc cả tem mã đầy đủ này thì em đang bán là 2,5 triệu. Đấy, nếu mà em cộng thành phẩm thì em bán vào rồi cộng thêm 300.000 tiền công em mới ráp vào thôi. Đấy, thì liên quan khi ráp vào là liên quan phải cắt cho bác mà gọi là mất đôi mét dây xịn kìa, dây của Đức kìa, dây điện cái dây quên dây loa để lối vào đây. Đấy, thì các bác mua rời combo này được, em muốn hôm nay lên cho bác một combo cực kỳ chất lượng và test chất âm luôn. Riêng kênh em bán khác các kênh khác, thứ nhất là trước khi em làm gì ấy, là đây có đại ca Dũng anh là bên nhà như vậy thì anh ấy kỹ thuật rất là tốt bao nhiêu năm nay rồi, nhà khi thành phẩm một em cũng phải nghiên cứu test và nhập những cái linh kiện này về cực kỳ chất lượng về để phụ anh em. Tất cả loa hay là bát rời các bác mua bên em nhá đều được bảo hành 1 năm chống rè luôn, ok chưa, bảo hành 1 năm chống rè chống xuống tiếng luôn. Tại vì sao khẳng định vậy, vì cái hàng em nhập giá tốt, nghĩa là nó không phải rẻ quá, nghĩa là giá tốt so với cùng cái chất lượng anh em đang bán thị trường, nhưng nó chất lượng hơn nhưng giá thành hợp lý. Đấy, em muốn nhấn mạnh thế. Thì các bác anh em có nhu cầu ấy thì lên đây em qua số này, số trên thì em cầm, số dưới thì có đại ca Dũng cầm nhá. Thì thành phẩm đây thì vẫn là đôi loa em giáp cùng đây là đôi bát. Thì ngoài những sản phẩm loa bát em nhập khẩu trực tiếp về thì ở đây là em đang ráp với là một đôi bát, nghĩa thành phẩm đây của đôi bát. Đôi này thì đánh sự kiện bao hay ở không gian cực kỳ rộng luôn. Một đôi này đánh không gian nó khoảng độ là nói chung khoảng 30 bàn là đẹp. Đấy, thêm một cặp súp đơn nữa là tuyệt vời. Không qua còn đánh cái ráp thành 725 được, 725 em cũng có nhá, 725 vỏ cái sẵn rồi. Đấy. Thì đây là sử dụng củ bát neo của RCF này. Neo bích vàng. Sản phẩm chất ý, thì thường em nói rất nhiều các bác rồi. Này em quay thường là sát đây, bác nhìn này cái tư bích từ nó sáng loạn, nó chất lượng và tiếng nó ra là mềm, nó hay, nó sâu. Anh Dũng nhấc xem vào, nhấc xoay cho anh xoay.
Tất cả bát về nó sẽ có mã CD đây hết rồi các bạn này. Mã CD này. Mã CD mã hết nhá. China. Đặt lên cho anh một cái bát chất lượng, một xuất xứ rõ ràng luôn. Màng sử dụng màng của nó là màng bóng chống nước nhẹ. Đấy, màng của dưỡng này, cân độ tẩm dầu 2 lớp, 3 lớp ạ. À, riêng của bát này thì mấy hôm nay em bán bát này nhiều lắm. Giá em báo tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Khỏi dàn giá rồi chưa? Dàn em bảo đợi anh ra ghi cho anh bút ủ cái. Dán vào đây để đọc ra nhiều khi bác nhầm lẫn sang cái khác. Giá đôi một em bán một đặc cặp bát này là 2,9 triệu nhá. Bao giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Anh em mua thị trường cũng giá khoảng độ trên 3 triệu, 3,2 triệu, 3,3 triệu. Bởi bán cái cặp bát ấy thì nó chỉ chênh rẻ các đơn khác vài trăm thôi chứ nó không rẻ được hơn nhiều đâu các bạn. Nên là kênh em không khai giá luôn. Nên là vì là việc có nhiều. Bởi như hôm qua vừa mới mở sự kiện đấy thì được các bác ủng hộ. Nói chung cả nâng cấp cả lắp đặt rồi thì bác xem kênh bác biết rồi. 2,9 triệu anh ạ. Nói chung là em phần đợt này em sẽ bán full các mã bát chép đây các bác nhìn này, các mã bát chép để mục đích là phục vụ bác. Là trước đây các bác mua phân khúc loa mà đời thấp mà nó hay bị cháy rồi hay nó kém thì bác có đổi lên cả bát nhập khẩu đây, từ những dòng như bà chuyên đánh súp từ 280 cộng 125 đều có. 2,9 triệu một cặp này nhá, anh mua thêm, anh em mua giờ cũng được, em mua thành phẩm được, em tiện em nêm giáp thành phẩm thôi. Giáp thành phẩm em tiệm cộng công nào là cộng thêm 300.000 tiền công, và là em tính là 8,5 triệu cặp này nhá. Sơn sần cát có ba lăng để bác lưu nhá, cùng cái thùng này, cái thùng mà không có ba lăng này này nó rẻ hơn 6,7 triệu ấy. Và cái lưu ý đây là thùng gỗ ván ép chống nước nhá, vì riêng đặc thù ấy, một cái các bác mua mà các bác không để ý này, thứ nhất thùng là ván ép mỏng này, cái thứ hai là không có ba lăng này, nó đã rẻ hơn rồi. Cái thứ ba nếu bác mua thùng giấy lệ đi nó còn rẻ nữa. Đây là em bán, đây là em bán để cho phục vụ anh em sự kiện, nên bản thân em nhập cái thùng ấy về là em phải nhập cái thùng chất lượng chứ không phải nhập cái thùng bình thường các bác nhá. Đấy, lưu ý cho em, đây là thùng để anh em đi chơi sự kiện, vứt ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời thoải mái. Được rồi, em nói cặp bát này, 2,9 triệu này. Cặp chép neo BNC. Cái neo này thì em đã có rất nhiều bài test ở trong Array bên em hôm trước rồi. Hay là bản thân tí nữa em test luôn cho bác nghe. Cái neo này tiếng rất là hay. Neo này neo 850 nhá, khoảng 750 không nhá. 850 không Dũng? 850 không nhá. Neo 850, 1,9 triệu một cặp bác nhá. Giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Ở đâu các bác nhá, cứ chụp cho em thành phẩm này, các bác chụp cho em mở giống hệt bên Hiếu Minh này, rẻ hơn. Báo em thích rẻ hơn bên đấy vài trăm luôn. Nhẽ bán bằng hòa cũng được. Quan trọng là em đây em nói là đã nói là rẻ thế thôi. Không phải giải thích nhiều. 1,9 triệu cặp bát này, tép này nha bác nhá. Thành phẩm này đánh đi cực kỳ mạnh này. Đánh hơn một cặp Array bình thường một tí. Đấy. Và một cặp phân tần cực kỳ chất. Phân tần thì bác nhìn cái ở đây phân tần nó có chống cháy nhá bác nhá. Phân tần lọc này. Có lọc thì bác nhìn cái phân tần chất lượng, thì bác nhìn vào cái phần hệ thống tụ nó này. Tụ này rồi những chở nhôm ấy nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Thì bác mua thì thành phẩm đây hoặc bác mua về thì em cũng có những bác về mua bảo nhờ Hiếu Minh là hàn dây vào đây em cũng hàn cho bác được. Nói chung là dễ lắm. Đấy. 730.000 cặp phân tần này. Nếu đấy bác cộng dồn lên, cộng lên nó là 3 triệu. Hơn 1 triệu và hơn 5 triệu tí rồi, thêm cái vỏ nữa. 5 triệu mấy rồi, thêm vỏ vào nữa. Đấy. Gọi là em ráp thành phẩm thì em cộng thêm 300.000 tiền công em ráp thì các thứ thôi. Đấy, thành phẩm cho anh em. Đấy. Ông mua thành phẩm được hay mua giờ được thì tổng combo này thì giá rất là hợp lý. Các bác cộng vào cho em nhé. 9,2,18 này. Là 3 triệu, 4,8 triệu, 4,8 triệu với 7 là 5,5 triệu. 5,5 triệu 30, 5,5 triệu 30 nhá. Đấy combo. Một cặp bát RCF này. Neo nguyên khối, nguyên neo khối thì tiếng rất là hay rồi. Một cặp chép BNC 850 tiếng thì đánh được kiểu dư lời nhuyễn lắm. Và dòng thùng này nó có chân nhá, anh Dũng nghiêng ra cho em phát. Okay, chú em chân. Phát tranh thủ anh em đi làm về xong tối lại phải quay thêm các bạn, vì hôm nay là có công trình quay thêm. Bác biết thì bác biết là bên em kiểu gì cũng chiều bác được, hàng bãi có, hàng giáp có, bát thép rời có, nhưng ngược lại bên em đã bán bát thép rời là em bán cái dòng nó chất lượng thôi, không bán cái dòng kém quá xong mang tiếng em. Vì bây giờ cái kênh em bây giờ đã 7-8 năm rồi, bán phục anh em với rất nhiều sản phẩm cao cấp rồi. Nên những dòng này em đã làm thì thôi, không làm nó phải chất lượng, những cái chất lượng và hành dài mà nó phải hay, ổn định. Rồi, bây giờ em sẽ test chất âm luôn nhá. Ok, thử qua chất âm cho anh em nhé. Anh bật chất nhá. Tú Tú vào đỡ cho anh với. Đỡ giờ dựng lên đi, đánh vào phía hướng nào anh Dũng? Đấy, quay ra. Quay ra thế xoay ra, Tú xoay ra cho anh đi. Quay liền luôn. Đỡ khỏi anh về, đỡ khỏi ghép video. Ừ. Test luôn một vàng. Tưởng bình thường không sao đâu.
quay thế. Nói chung là bác nhìn nhiều kênh ấy, người ta quay là quay cứ cắt ghép video, còn kênh em quay mộc mạc lắm, nhưng có người thật việc thật, hàng thật việc thật, chứ nó không phải là màu mè cả, dân dã. Nói chung là cứ dân dã thì các bác quý. Kéo mua hàng bãi bên em vậy, test một chiếc thôi là đủ, đánh phủ thoải mái anh Dũng đúng không? Hay đánh hai? Một chiếc thoải mái. Không, một chiếc trong phòng thoải mái. Hôm trước ghép combo rồi đấy, các bác ghép combo, bác xem clip trước cho em với. Nhất là tốt thôi. Phối ghép này. Đang chuẩn bị những tủ máy để mai lên lên các bàn sự kiện cho bác này. Các bác nào có nhu cầu mà hỗ trợ lâng đời nhá, lâng đời sự kiện nhá. Hay là các bác nào có nhu cầu gọi là nói chung kiểu nào cũng chiều được. Các bác lâng đời sự kiện này hay là setup miễn phí thì cứ đến cầm đến cơ sở bên em nhá. Địa chỉ là cổng khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Trời hôm nay mai thì lắp thêm đèn nữa sáng hơn, trời hơi tối. Đã cắm đấy, đã cắm đâm nhạc đâu? Tú ra cắm cho anh đi. Kìa kìa. Cắm mấy kìa, dây kìa. Dây chưa cắm. Xanh hoặc đen. Đây em chuẩn bị sẵn cái thùng để mai lắp cho bác chủ nữa. Cái này đáng nhẽ không nhập về đâu nhá, vì đây bắt 30 này. Của anh trai Hưng Yên này. Ở Hưng Yên là lắp cái nó đồ loại nó có hơn 5 triệu tí đâu, nó cũng leo. Em thì nhờ em phải nhập cái vỏ thùng về em ráp cho anh ý. Test một chiếc thôi, bác nghe cái lời nó rất là trong sạch không nhá. Nói chung là cái tiếng dòng này rất là nhuyễn luôn. Em đã thử nghiệm rồi cái bài test từ hôm trước rồi, hôm nay là tiếp tục review đến toàn thể các bác thôi, nghĩa là ghép thành một combo trước khi gửi cho anh khách thôi. Đấy, cũng lên hình luôn cho bác một combo này cực kỳ chất lượng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đến Hiếu Minh Glo nhá. Và xin lái chào tạm biệt ạ.